Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 11 của năm 2024, công ty cổ phần vận tải đường sắt chính thức hoạt động sau khi hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn, theo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Công ty đường sắt mới có 8 phòng ban, 17 chi nhánh với hơn 4.800 nhân viên do ông Đỗ Văn Hoan làm chủ tịch và ông Đào Anh Tuấn làm tổng giám đốc. Việc hợp nhất này nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và loại bỏ cạnh tranh nội bộ. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cũng sẽ tập trung phát triển năng lực cạnh tranh, huy động vốn cho các kế hoạch dài hạn, phấn đấu mở rộng thị phần vận tải hành khách và hàng hóa. Cổ đông của hai công ty cũ sẽ trở thành cổ đông của công ty mới với nhiều lợi ích từ việc hợp nhất này. Với vốn điều lệ là 1.303 tỷ đồng, công ty cổ phần vận tải đường sắt đặt mục tiêu tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.